Con chào sư, cho con hỏi là những lời dạy của Đức Phật được các vị tỳ kheo lưu trữ truyền tụng như thế nào? Làm sao để có thể nhớ được một lượng lớn nội dung về pháp và luật nếu chỉ ghi nhớ và đọc lại cho nhau nghe? Kinh điển được thể hiện bằng chữ viết từ thời điểm nào, có sai lệch gì so với lời dạy của Thế Tôn Không Thư Sư? Thưa quý vị, cái khả năng ghi nhớ, cái khả năng ghi nhớ của mình bây giờ nó không có giống hồi xưa. Mà chính bởi vì khả năng ghi nhớ của mình không giống thời xưa, cho nên đừng có đem cái khả năng ghi nhớ của mình mà mình áp vào thời xưa thì nó không đúng. Ví dụ như một đứa con nít, nó chỉ thuộc được cái bản cửu chương thôi, thì nó không thể nào nó tưởng tượng nổi một cái người lớn mà có thể biết được cả một cái hằng đẳng thức, rồi biết được thế nào là khai căn, thế nào là ma trận, thế nào là tích phân, thế nào là các cái dòng lệnh, các cái ngôn ngữ lập trình mà họ biết được, thì đứa con nít không tưởng tượng được. Bởi vì đối với nó đó, cái phép cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 3 bằng 4, 1 cộng 4 bằng 5, thì nó với nó là nó đã hết sức rồi, hết sức ghi nhớ nổi rồi, nhiều hơn chịu không nổi. Cũng vậy đó, khả năng ghi nhớ của chúng sanh bây giờ nó rất là yếu, rất là hạn chế. Thành thử là mình đừng có đem cái khả năng ghi nhớ của chúng sanh bây giờ mình đi so sánh với quá khứ. Xin nói cái này quý vị tin nè. Các ngài Tam Tạng bây giờ đó vẫn còn ở Miến Điện nha, vẫn còn ở Miến Điện, thì các ngài đó có khả năng ghi nhớ cả Tam Tạng và chú giải, tức là nguyên một nguyên của tủ kinh vậy nè. Quý vị mở ra một cái bài kinh bất kỳ, quý vị gợi ý là các ngài đọc cho quý vị nghe, hoặc nếu như cần thiết các ngài có thể dành đọc ngày này qua ngày khác, từ cái bài kinh đầu tiên cho đến bài kinh cuối cùng luôn, cả chú giải Tam Tạng luôn, mà không sai, không vấp bất kỳ chỗ nào. Cái khả năng ghi nhớ đó rất là kinh khủng nha. Nha. Mà quý vị biết là vào thời xưa đó, những vị Tam Tạng như vậy đó không tính là ít, không hề ít nha, không ít chút nào hết. Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn vài vị thôi, cho nên khả năng ghi nhớ của các ngài thời xưa nó kinh khủng lắm. Đừng có đem khả năng ghi nhớ của mình bây giờ mà mình đi so sánh với thời xưa. Rồi còn cái chuyện mà có sai lệch gì hay không thì nó, cái lần cái tập kinh điển thứ tư thì các ngài mới nhận ra, các ngài nhận ra rằng là chúng sanh thời sau càng lúc càng cái khả năng ghi nhớ càng ngày càng kém, cho nên các ngài mới ghi lại thành cái chữ viết nè. Còn không có sự sai lệch, và nếu như có sai lệch đó, thì có nó rất là ít nè, rất là ít. Cái vấn đề này do sư đã trả lời rồi cho nên là sư không có muốn nhắc lại nữa. Quý vị làm ơn làm phước, sư nói hoài tìm giùm sư, tìm giùm sư cái câu hỏi, những câu hỏi nào mà đã được trả lời ha. Những câu hỏi nào đã được trả lời thì như vậy chúng ta rất là đỡ mất thời gian với nhau. Yếu Tam Tạng đây, đây, đây kéo xuống này ha, thấy chưa, Tam Tạng Bali đáng tin cậy không? Mở cái đường link ra ha, phút 33 phút 30 giây. Còn ai ai mà không lười á, ai mà lười không có chịu tìm thì đây nè, ghi nhớ đây nè, cái dòng thứ tự của nó nè ha, B139 ha, B139 đấy, nhớ dùm cái đó thì chúng ta đỡ mất thời gian với nhau nhiều lắm nha. Thêm một câu hỏi nữa,
Sư cho con hỏi có chân đế và tục đế không? Chân đế và tục đế sư cũng đã trả lời rồi. À. Đây. 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 Tục đế là gì? Chân đế là gì? Ha. À. Rồi mở ra coi ha, lười không chịu tìm thì ngó giùm B127 ha. Đấy. Cho nên nhớ giùm sư, nhớ giùm sư đây. Vui lòng tìm câu đã được trả lời trước khi hỏi. Danh sách các câu hỏi đã được trả lời. Nhấn vào giùm sư, tìm kiếm giùm sư. Có rất nhiều câu quý vị muốn biết đã được trả lời rồi, không cần phải hỏi lại nữa ha. Đấy. Đấy, rồi cái câu này nó cũng y chang câu trước. Ừ.